Hello guys, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Bình Em Bro đây. Cảm ơn các bạn đã góp ý thì thôi, lần này mình sẽ làm video về tiếng Việt để phân tích cho các bạn. Thì chúng ta có các thông tin về thẻ bài mới đây rồi. Đó chính là Phoenix. Phoenix. Phượng Hoàng. Thế tiếng Việt là Phượng Hoàng. Chúng ta sẽ xem được cái khả năng đánh của nó thực sự rất ảo diệu. Với 4 Illy thôi nhưng thẻ bài đây là một thẻ bài Legend mà mình thấy là phải nói là khá là bá đạo trong cái mùa tới. Các bạn biết là thông tin của thẻ bài này chính cái mục tiêu của nó chính là đánh đơn, tức là mục tiêu của nó là một, các không thể đánh plus dam giống kiểu những thẻ bài như Baby Dragon hay Sparky. Tuy nhiên thì con này có một cái điều khá là thú vị là khi mà con quả trứng của nó không bị quả trứng của nó không bị phát hiện kịp thời thì quả trứng của nó sẽ nở ra một con phượng hoàng mới. Các bạn hãy cùng xem nhé. Thì thật thời mình không chắc là cái thời gian mà để phá hủy con quả trứng của Phượng Hoàng là bao nhiêu giây, nhưng mà mình nghĩ là nếu một cái thẻ bài nào đấy như kiểu là Mika hay là Pekka chẳng hạn, hay là Sparky chẳng hạn, thì mới có đủ sức để phá hủy quả trứng của nó. Tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy khi mà cái Princess kia cần tới tận 4 năm hit thì vẫn đủ thời gian để tạo ra một con phượng hoàng lửa mới. Đây, phượng hoàng. Các bạn nhìn thấy là họ rất nhiều thời gian. Đây, tiếp theo là một cái ví dụ về có rất nhiều các YouTuber họ đã update về cái video về con phượng hoàng này rồi, nhưng mà họ kết hợp với lại những cái deck như kiểu là clone chẳng hạn thì cái bài này khá là bá đạo. Dam của nó khá to, mình nghĩ là to so với lại mình không chắc là mình có một thông tin về cái thẻ bài này ở trên Moten. Đây, Moten anh ta đã post thông tin về cái thẻ bài này thì mình thấy là đây, với level 9. Đây, thông tin của nó ở level 11. Chúng ta nhìn thấy là dam của nó là 242. Khi mà nó nổ thì chúng ta sẽ gây một cái lượng dam là 181 ở cái level 11. Các bạn nhớ là thẻ bài sẽ lên level 14 nhé. Còn đây là thẻ 11, là level gọi là cân bằng tất cả các thẻ bài. Thì đây là cái dam của nó. Tuy nhiên mình nghĩ là cái lượng dam này nó sẽ bằng với lại Musketeer. Tốc độ của nó hình như là 0.9, còn nhanh hơn cả Musketeer nữa. Nhưng mà hình như là cái tầm bắn của nó thì nó là gần hơn Musketeer như 5.5 hay sợ. Thì đấy, 5.56 thì đấy. Mình không chắc, để mình check cái này rồi. Có rất nhiều thẻ bài, mình thực ra là bây giờ nhiều thẻ bài thông tin nhiều quá nên là mình không nhớ được. Trên blog của Royal API sẽ có thông tin rõ hơn. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy nhá, đam của máu của trứng của nó là 300. Vì vậy là chúng ta mà không giết, từ mình sẽ nghiên cứu về cái phần quả của trứng này, tại vì quả trứng này sẽ khá là thú vị, tại vì là mình biết là thời điểm nào cần bao nhiêu giây để gọi đúng rồi, đây là thời điểm 4 giây. Nếu mà những con Pekka như kiểu là Pekka thì nó sẽ đủ đam để giết được cái con quả trứng, tại vì các bạn biết là đam của quả trứng này 300. Thực ra là nếu mà đam như thế này thì mình nghĩ là mất ba goblin hay là mini Pekka hay là Vanky hình như là cũng đủ. Không, đây là level 9 này, level 15. Level 15 thì 3 goblin vẫn là chưa đủ, 3 goblin đủ. Theo cái deck của mình nhớ là đam goblin là một tổng đam của nó là gần 300 mấy, 4 giây cơ mà. Thì mình nghĩ là đủ. Nếu mà trong thời gian 4 giây của quả trứng đấy, nếu mà chúng ta không giết được không tổng đầu đam là 528 mà chúng ta không đủ ấy, thì chúng ta sẽ có một con phượng hoàng mới. Đây, máu của nó là 1700 ở level 15. Level 15, đây, các bạn quên mất, level 15 chính là cái việc mà chúng ta sử dụng gương đấy. Đây là level 14 này. Chúng ta nhìn sẽ vào theo hai cái chỉ số này nhé. Level 14 là 480. 480 thì Winsurf cần, không ra Winsurf vẫn không đủ. Winsurf cộng với lại đấy thì vẫn đủ. Nói chung thẻ bài này thì thực sự mình không nghĩ là nó sẽ làm phá vỡ meta. Mình thấy là thẻ bài Moon là thẻ bài mà phải nói là thực sự là phá game anh em ạ. Thực sự phá game bởi vì cái thẻ bài này quá là kinh khủng. Nếu các bạn chưa xem thì các bạn có thể xem lại các cái replay mà mình đã up ở trên kênh YouTube Emiro cách đây vài phút.
tìm các bạn sẽ thấy là cái con quái vật, cái bài này quái vật thật sự luôn, đúng là một thẻ legend. Chúng ta thấy là ngày xưa lúc mà mình nghĩ thẻ bài legend như kiểu Archer Queen hay là Archer Queen xuất hiện thì thực sự nó cũng phá game, và bây giờ thì đúng nó cũng phá game như thật. Còn với Phoenix thì mình không nghĩ là nó sẽ phá game, không nghĩ, tại vì quả đam, quả trứng của nó chỉ có 480 thôi. Nhưng mà nếu 480 mà phụ thuộc vào chỉ có đam, chỉ có sự support của đam của Princess Tower ấy, thì gần như là sẽ có một con phượng hoàng mới xuất hiện. Ok, và đây là thông tin, và chúng ta sẽ xem tiếp nhé. Đây, video dài chứ nhỉ, 5 phút rồi, mình sẽ đi qua một chút xem ở trong này nó sẽ hơi khó. Tuy nhiên các bạn để ý nhé, khi mà con phượng hoàng lửa nó biến thành quả trứng này thì tự nhiên là cái chủ nó sẽ bị chuyển hướng sang địch phương khác. Đây là lý do tại sao mà đôi khi cái bài này sẽ gây một cái điều sự một sự rất là khó chịu đối với cái game này. Cái này ra mình nghĩ là không nên đổi hướng, không nên đổi hướng khi mà đã bắn được vào cái mục tiêu của hay là con phượng hoàng không gây không làm cho cái game này bị phá vỡ. Anh em các bạn nhìn thấy là khi nó chết xong rồi đó, tự nhiên nó chuyển hướng thành con khác. Nếu mà trong trong cái tầm nhìn của sát sao rồi, nó vẫn thấy đấy là còn một con game của bạn khác, cái tự nhiên chuyển hướng này. Tốc độ và tốc độ của cột của hoàng này thì rất là khá chậm, và khi mà tốc độ nhanh nhất tuy nhiên thì cuối cùng cũng dụng của nó chậm, và dưới chậm cũng dụng của nó chậm, thế là một cái bài phải là đi đúng một trong thời gian tới cũng phải là một cái bài mới đấy. Và mình hãy đi xem đó, phượng hoàng quả trứng của phượng hoàng nó vẫn tồn tại, nó tạo ra phượng hoàng mới. Bài này thì mình nghĩ khá là tương đương với cái kiểu bị đau luôn, vì tốc độ của nó chậm, nó sẽ cuồng cái lại cái bị đau, nó cũng cuồng vào cái kiểu sai cồn, cái sai cồn chúng ta cần phải tốc độ nhanh hơn, thì cái bị đau thì nó cũng chỉ là cái cái game replay các bạn. Về cái đồ họa của thẻ bài này thì đúng khá đẹp luôn anh em, mình nghĩ là rất là đẹp luôn. Game này mình không chơi nhiều game, nhưng tuy nhiên là mình cảm nhận của mình là Terraria là một trong những game mà mobile mà thẻ đồ họa của nó rất đẹp và chỉnh chu. Các bạn hãy nhìn những họ làm những cái chi tiết của con mấy cái thẻ cái này nhé, rất là tỉ mỉ luôn, cái đường nét. Đây là những đồ vẽ từ trên Photoshop thôi, tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy là nó vẽ rất đẹp. Đây là Mont Moon. Rồi, cảm ơn anh em đã xem. Thank you for watching.